khi bếp báo lỗi E6 thì nguyên nhân là do cảm biến nhiệt độ IGBT quá cao. Còn bếp báo lỗi E7 thì có thể là quạt tản nhiệt không chạy hoặc là cảm biến nhiệt độ IGBT không hoạt động. Để khắc phục được lỗi E6 và E7 thì bạn cần kiểm tra quạt gió và vệ sinh lỗ hút gió bằng cách dùng chổi sơn quét sạch các bụi bẩn bám vào lỗ hút gió dưới đáy bếp. Nếu vẫn nhận lỗi thì bạn cần liên hệ với trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.